của cử tri. Tìm hiểu trong tương vụ kiện kiểm soát và kiểm soát do Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ chết rồi. Mình phải đi học thôi, chưa ngồi nào mất. Chứ bây giờ mình vẫn chưa đánh được đôi giày nào. Thôi, mình đi học á. Cùng lịch sử dân tộc, cùng với tác động môi trường xung quanh. Anh ơi, anh có đánh giày không? Em đánh cho. 25 tháng 1 năm 2022 và dự toán anh đi dép rồi, anh có đi giày của ban vận động xây dựng chùa em đi ở chỗ khác và nhà tư được tư duyệt. Tuy nhiên đến ngày 1 tháng 4 năm 2021 3,87 mét rộng nhà thương điện từ 10 mét còn 7,2 mét theo thiết kế được tư duyệt. Ban vận động xây dựng chùa Phú Thọ không nông cao chân thành cảm ơn và ghi nhận sự phát tâm công đức đóng góp để xây dựng ngôi Tam Bảo chùa Phú Thọ. Tìm được người đánh giày rồi, mình vẫn không được kiếm được tiền mua chị anh bánh mì rồi. Bây giờ mình phải đi kiếm anh mì cho chị anh thôi. Alo, tối nay anh về ăn cơm nhá. Đừng có ai dưới nhỉ? Chị tiền của chú này rồi. Ơ chú ơi, chú ơi, tiền này khỏe của chú mà. Tiền à? Của chú sao ấy? Vâng chú ơi, vừa nay cháu đang đi đánh giày thì cháu thấy tiền của chú rơi đất nên cháu nhặt lên ạ. Thế à? Có thể chú xin nhá. Vâng ạ. Mà này cháu ơi, cháu nhặt được tiền của chú, cháu không lấy là tốt đấy. Chú ơi này, chú có 2 đồng, chú cho cháu 1 đồng này. Dạ thôi chú ơi, cháu không lấy đâu ạ. Đồng tiền này quá to, thôi cháu đi học quay ạ, cháu muộn rồi ạ. Cháu phải đi học á. Một tầm này cháu đến trường thì muộn mất. Thôi lên xe chú chở nhá. Dạ thế, thế có được không hả chú? Đi xe sang đi học nhỉ? Đi xe nào đi? Đi xe. Ê, chị anh yêu, ai vừa lên máy đi học ấy? Nhìn giàu đấy. Đúng rồi, nhìn giàu đấy. Đúng rồi, giàu đấy. À, bố tớ lấy cậu à? Bố cậu á? Bố tớ, thầy, nó giàu bao nhiêu? Lòng bao nhiêu mình? Về chị, cậu cho tớ xin lỗi nha. Wow. Hơi khinh cậu, cho tớ xin lỗi nha. Không có gì đâu, cho tớ xin lỗi nha. Ừ, không có gì đâu. Nhưng mà cái cậu quan trọng vẻ bên ngoài thế à? Không, tớ nói đùa mà. Thank you.
Hay cũng bảo được không? Ui. Thằng bé đang ngồi với ai ấy nhỉ? Thế còn đây là ai đây? À, chú ơi, đây là chị của cháu ạ. Cháu, cháu làm sao đấy? À, chú ơi, từ khi bố mẹ cháu mất, chị cháu khóc nhiều và làm việc nhiều nên chị cháu mới ra nông nỗi này ạ. Cháu làm thương quá. Chú có điện quà, hôm nay cho cháu mấy cho hai chị em khác. À thôi chú ơi, cháu không nhận đâu ạ. Thôi, cháu không nhận thì thôi chú ơi. Hôm bữa cháu giúp chú, cháu còn chưa lấy quà mà. Thôi, cháu cứ nhận lấy đi. Vâng, thầy cháu xin ạ. À đây. Chú ơi, chú ơi, cháu không lấy chuyện này đâu ạ. Chị Ánh này, chú ơi cho hai chị em mình tiền này.